À, mấy cái sạp ở các cửa hàng mà dọc theo bên như chợ này, trong đường chợ này thì người ta vẫn buôn bán bình thường thôi các bạn, nhưng mà vô chợ thì người ta nghỉ, chỉ có một số sạp thôi. À, một số bán ha, có một số sạp người ta mở cửa. Chưa có hoạt động buôn bán lại một cách bình thường, tuy nhiên vẫn có một số sạp bán. Hôm nay mùng 5 Tết con nghỉ. Con nghỉ Tết nha. Đây đây có mấy sạp bán, còn lại vẫn còn trống nhiều ha. Đây, để đồ bán. Còn lại mấy sạp thì trống. Nhưng mà mấy cái cửa hàng nhà của người ta thì vẫn buôn bán bình thường. Cái tổ này. Ủa sao đường này mấy mấy dĩa? Dĩa 10.000 một dĩa. 10.000. Còn cái này là bánh chưng. Bánh chưng 20.000. Bánh chưng 20.000, bánh tổ 20.000. Lấy cái bánh chưng nữa đi. Bánh chưng nhân dĩa. Có đồ bánh chưng này nhân dĩa hả? Đồ xanh thịt heo nó gì đó. Không có nhiều lúc lòng chai nha. Ủa sâu này có nhân trong này không? Không, sâu là sâu đậu đen với lại nếp. Một người. Không ấy đâu. Đó đây. À, bánh giò nó nhỏ hơn nha, 5.000 là bánh chay. Đấy, bánh chay. Trong đó có cái Nhật nhân đậu xanh cái giữa á. Đậu tàu màu xanh cái giữa chứ giữa ngay này cái mình test làm thơ là trúng là test làm thơ để ngửa ra là có đậu xanh. Chùm đó tính 20. Mình đi hay lan ngọn đây chơi. 20 luôn, lấy luôn chùm luôn. Đúng rồi. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.